đang ngồi trên xuồng vỏ đưa anh Tuấn chạy vỏ cano, chiếc cano này. Rồi con cụ nữa hả? Đâu má, trên vỏ mà con cụ luôn. Con chơi chú. Chơi. Mình chơi mà, dân miền Tây mà. Ừ. Dân miền sông nước. Đó, gì chạy vỏ vừa nhậu, xuồng cắm lắm rồi nè. Nặng cái xuồng luôn. Sao không cúng nữa? Ủa chứ, đi mẹ là không hứng rồi. Cái gì? À, không hứng sẵn ra đó. Ai hứng cái này vậy? Là thứ cô hồn các bạn đó. Cái hả không có chỗ là nó hứng rồi. Đúng không? Rồi. Đây, đi. Đá mình, liền đá mình. Tay cống của tụi mình. Tay uống nữa không bỏ quận được. Đây là hải què, các bạn đã thấy rồi đó. Mặc dù là hải què là đại biểu què mới hải què. Bây giờ cái biệt danh mới là như của anh Tuấn đặt là Hải Từ Thiên. Uống miếng đi. Uống trái cây đây. Trái cây Từ Thiên tùm lum tà lá hết trơn á. Sao mày không uống? Mới gọi ông Tuấn kìa, mà ông Tuấn kìa. Làm ly đi. Đi mà. Lấy dầu lên. Đi đi qua đi lại chỗ đất. Đi. Lên nè. Đi qua chỗ đất đó. Quay đi dầu luôn. Quay đi dầu luôn. Quay đi dầu luôn. Không có gì đâu, anh cứ mặt ra đi. Ờ, quay lại chơi búa đi. Tắm lầy, tắm lầy. Nó tắm lầy. Thấy không? Cái tên lầy là búa này thấy không? Cũng là chả. Đây, cái này giống như đi nước dâu vậy đó. Xưa là chưa ra đi ra tối, ta đi nước dâu còn nhỏ không? Xưa đâu có lộ đâu. Đi nước dâu là xuống thường, này xuống nhỏ là nhậu chứ không à. Bây giờ cũng nhậu vậy? Quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng được vui. Ngày xuân ta chúc cô hờ đờ 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 đờ. Chúc mừng ngày mai, bà con hai họ chúc mừng. Quá này. Bà hai đang nói với thầy sao, tôi tính năm này tôi tưới con cho thằng tám. Anh tính cho rồi tôi với anh này làm xuôi. Dâu với ghề hẹn xuân lửa chị xưa lôi. Ngày hôm nay sẵn cơm đầu lòng là một cái chai ngoan nha. Ok. Uống đi. Mày đừng có quay cảnh này. Cảnh này đám cưới không phải. Thôi đám cưới hả? Ở cảnh này là đó giờ cái ai đã cưới một cụ không? Trời ơi, gần giống rồi vậy thôi. Cái bà đi. Đừng lắc đi, lắc chìm xuồng. Ôi, sao bây giờ có cứu được một nhà ở đây nè. Có anh Tuấn tôi về qua bên bển luôn rồi. Ê, tụ má nó chạy. Trời ơi, Lan đã cắt dây chuông rồi. Cắt dây chuông. Cắt dây chuông là cắt cả tình ta. Trời ơi. Bắn dây dịch. Không biết gì. Trời ơi trời. Cái vô gì trời. Bên đây có cái một bên đó nó có một quay một con đĩ mẹ mày. Mày sao trời mày không biết là ngó trước là ngó sau. Mày nhớ nó đứng sao vậy? Đĩ đứng mẹ mày. Nó đứng thì đụ mẹ mày ngó làm sao mà đâu thấy đâu. Đúng không? Bà nội. Tới giờ đó anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, bây giờ là tụi em là tập hợp là đủ bốn người là chơi lộn chơi lắc hết trơn đó. Má dính cứ ngắt cái trời. Rồi dính ở đâu lôi đây vậy? Rồi đó dính đó luôn kìa. Khó hiểu quá, dính tùm lum tà lá hết trơn. Đó là người ta cỡ rồi, con mẹ nó dính dịch. Mở ra coi. Ừ đó. Bây giờ thằng thầy cái dính dịch nó dễ mở.
xe gì giờ nó dính vô đó cứ ngắt này nè, cái này xài mở cái đầu dính được. Cái đầu má mày nó đi dính từ đây qua đó luôn rồi đó. Cái đầu mẹ mày, nói cho mày nghe mày không biết. Thôi đầu má dạo được đi 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 vô khác đi đi đó, cho đi mày kêu tao mở mày dính vô đó kìa, nó cứ ngắt này kêu tao mở. Đủ mẹ tao gọi được, tôi búa cho cái đầu ông nghe. Mày sao lộn quá, mày đi ra sao đi không biết nè. Ngồi đã quẹt lắm đây. Ông nghe sụn của tao mà sao chèm á. À không biết chèm chèm thì chơi luôn á, khô máu luôn mà. Mày thằng này nó chơi cắt cái chuông luôn trời. À có đâu mấy mấy bá chơi cắt cái chuông luôn rồi đó. Ừ. Cứ có mày đó đi, xích lại chứ. Chạy mày lúc mày dính gác á. Thì mày quay lại cái mày nhìn cái cọng dây nó có thẳng không? Mày gạt ngang cái, mày dở lên. Ủa mẹ dở lên nẩu. Cột cái dính giữa, phải rồi. Đồ kêu cột. Mày cột qua cái lắp ở đây luôn nè. Mày cột qua chặn qua cái lắp đây luôn, cột giữa luôn á. Ừ. Đủ má mày cột qua bên mà mày ngu cho con chó gì mà nó mày dặn con tấp. Dạ không nổi mày á. Có bằng lái nha. Có bằng đại công đó. Ở đây có bằng à, bên con bằng đại công đó nha. Đủ má nó gà nó ngu cho con chó vậy đó. Vậy mà ở rồi nó quăng không? Bằng lái con tấp. Mày lại chửi đó. Mày lại nóng rồi đó. Mày lại chửi mày đó. Không, một chút về bằng về cao tốc có bằng lái cao tốc mà. Thôi tao về xe, tao không về đây đâu. Ba nó giữ rồi. Mày để dưới mày giật được. Đừng lên ga lên bỗng chứ. Về nó vậy. Rồi con lên nhậu với mấy cô luôn. Nghe nhớ nghe. Chút nó con lên nhậu với nhà mấy cô luôn đó. Bài công nè, cho bằng lái đó, bài công luôn. Hồi nãy cái cảnh nhậu hồi nãy đó là vô tình gặp được người hư máy, rồi bọn mình nó mới cho Giang về, giống như là kè về đó, giống như kè xe về vô, cũng như mấy người thím đó mới rủ vô đây chơi. Giờ đang tao dèo tao lắng á, tao lắng hư đang gì du lịch, nó là người du lịch anh Tuấn à, có vỏ kìa, cái xuồng á, này cái xuồng. Cái này là mình mà thả trôi là có cái bè thả trôi vừa nhộng vừa ngồi chơi luôn á, yêu lắm mà. Như gần cộng ha. Cộng. Tới đầu chơi nữa luôn. Ờ. Tới đầu cái gian cây nữa. Đúng rồi, quá rồi. Nè, ở đây em thấy không? Đây, nó có cái đường tẻ ra đó. Ờ, mở nước ra đó. Xuyên qua đây luôn. Không chụp. Gì? Trời me, đầu cũng đạp lên câu đắng không luôn kìa trời. Dạ bạn. Thôi cái này lên không á, này không sao đâu. Đi người ta đi cũng đạp không à. Đây nè, đồ đắng nè. Một con là bao nhiêu mét trong này? Một con là bao nhiêu mét? 1296. 1296 hả? Công đất. Hôm nay là 1296. Là tầm 3 thước á. Tầm 3 thước mà 12 tầm vuông. 12 tầm thì 36 nhân 36 thì là 1296. Ở đây giống như cảnh như giống như là nhà của ông gì em rể mày á, có cái xuồng, có cái mùng linh á, linh đó ra có cái dừa đó kìa, có hàng dừa đó thì gan luôn à. Là giống thiệt chứ bộ, giống nhà em rể ghê luôn. Ừ. Nó là nhà không biết chết sống rồi, không biết chết sống ra mà điện nó coi xác nhận lại hả, mà nó chết chắc tao phải biết. Ờ chắc phải đi đám mai với mày, không đi đám mai sao được. Không làm chết mà không làm đi đám mai. Nhưng mà Tuấn đâu lắm chết, không chết đâu, chưa chết đâu vậy. Ờ nó chưa chết thì mày chết được phải không? Ơ à, lộn, mày chết thì nó chết được. Vô, ở đây là nhà cũng không có quen. Nói chung là lão quắc lão quơ luôn đó. Nhưng mà gắn nhiệt tình. Người miền Tây của mình là vậy đó, không quen gì hết cũng vẫn nhận tên luôn, không ai quen ai luôn trong nhà này, chưa biết tên luôn, thậm chí nó giờ dọn mồi ra rồi nè, nó nhậu luôn. Kêu tôi trước đi không ba xem nữa không? Dạ dạ ba.
Hồi nãy là cũng anh em cũng mới nhậu nãy, có lúc nãy là trời mưa quá cho nên nói chuyện không có nghe được cái gì. Vô nhà của dòng dõi về đó là mấy người đó cũng nhờ giả về, cũng mời nhậu ăn cơm tùm lum tà la hết trơn, ăn mắm ngon quá trời quá đất luôn, mắm cá lóc rồi với năng rồi đó, mà mưa quá. Còn bây giờ cũng như trời đang mưa lâm râm rồi. Đúng rồi. Đây trời mưa, đang qua nhà cậu ba xem. Đây mưa gió bão bụng, chèo ghe chống gậy ba người đi. Là hồi nãy là lại nhà cậu Năm, lại cậu ở đằng sau này nè. Đây, chào các bạn. Này bây giờ đi qua nhà anh ba xem. Đúng rồi. Bọn mình đang đi qua nhà của cậu ba xem. Lúc đầu đi bằng xuồng vỏ nè, đi đường dưới sông, đường này bờ đường như này nè. Vừa đi cũng lai gai vừa nhậu vậy đó. Tài công với chủ xuồng xỉn hết trơn rồi. Còn đây có 10 lại chơi xỉn. Còn tỉnh như gùi vậy đó. Hôm qua thì gần đây, nhưng bữa nay thì sống lại rồi. Còn xa không con Năm? Đây là quẹo qua tới rồi nè. Rồi. Trời thì cũng đang mưa quá, hồi nãy thì mưa lớn quá cho nên không có quay được, quay cũng nói chuyện cũng không nghe được cái gì. Có anh này, đủ là đủ rồi, mình đủ hết. Đường lộ thì cái này mới đường lộ đa, anh trong đây nó trơn như lắm, rong không nè. Chạy xe nguy hiểm lắm trong đây. Rồi ok, nay bọn mình vô tới nhà cậu ba. Ở đây là cậu ba xem, cũng gần nhà dì Tám. Cái ba nhà dì Tám à. Đây, nãy giờ là cũng sòng sòng sáng giờ cũng 3-4 sòng mày. Clip này mình chia ra là clip thứ 2 đi. Đây, có anh Tuấn à, ông ấy chàng là anh Tuấn về giao lưu với bọn em, bọn mình á. Tôi có thằng con chú vợ anh Phó nữa, Phong, giờ nó tổng giám đốc. Con ra ngoài ra ngoài nè. Cậu Năm. Ông Thạnh á. Dạ. Dạ. Ông Thạnh là chú mấy con vợ của con á, chú Năm mới gần đó. Cậu Năm hồi nãy vợ cậu Năm mà bị bắt xuồng đó. Cho nên vô tình cũng quen được cậu Năm ở đây. Xuồng chết máy. Mợ. Đây là mợ của vợ của cậu Ba bên đây. Ba. Thì cậu Ba trứng mồi. Trứng bi mồi từ lúc 11 giờ. Cho nên bọn mình vô đây thì cũng hơi trễ. Là vô đây lúc 4 giờ, 3 giờ mấy hơn 3 giờ. Đây có món cậu Ba ông Ngàn Hạnh á. Là một tay của ông cái vợ nuôi lẩu với cà phê. Cà phê sốt cà cà gót. Cà chua cà gót. Mắm chân. Dạ. Mắm chân. Rồi dẫn là gì đó nhậu về chứ rồi tôi ở chợ, tôi dân thành phố, tôi nhậu không được, bữa nay tôi có ông thành phố về nhậu nhà tôi nè. Ông không bao lâu ha, ông này cũng bao lâu. Thằng Trung mới về đây làm trước ông Nguyễn đây nè. Thằng Trung con của Năm Thạnh á, điện thoại cho Phong thấy nói chuyện coi ở chỗ nào bị ông quên chỗ. Không có lâu về đây nè. Làm trưởng ông Nguyễn này nè. Ông chút coi. Nói vậy mà nó chưa. Dạ alo anh chào anh. Về. Đã có lệnh rồi, có quyết định rồi. Đây 10 này. Bọn mình thì hiện tại. Bây giờ thì đang mưa quá. Đang mưa gió bụng, cho mình giới thiệu một chút xíu đi. 10 này. Thì còn tụi được 8 lầy thì xỉn này, 8 lầy xỉn, 2 què xỉn. Hồi nãy bọn mình đi sông vô, rồi đường sông cái kinh này nè, chiếc kinh đó, trước mặt như các bạn thấy đó, mưa gió bao bụng vậy đó. Hồi nãy cũng có kè vỏ,
kè vỏ là kè vỏ cho mấy bà thím với mợ rồi đó. Chỉ như là mình ổng về hưu rồi. Đây là vô tình đầu tiên được bên đây. Của cậu Năm. Dùng hơn á. Bữa nay đang nhậu vui vẻ với anh em ở miền Tây Bình Dương. Có anh Tính về nè. Có anh Tính về rồi này kia nọ này kia nhậu. Rồi đó là nói chung nhậu ở trong ở đây á là mồi văn giả không à, không có gì hết trơn á. Chỉ có cá dồ nấu lộn mắm với cái cà phê chiên trước cà. Cái nhà nó vườn mà. Cái nhà nó vườn. À cậu Ba, cậu ba xem. Hôm nay là cậu Năm. Còn anh Tuấn thì khỏi nói nữa rồi. Nói quá nhiều rồi. Rồi giờ thấy tôi sao? Đẹp trai không? Bây giờ là thấy thôi đẹp trai thì cứ nói, nhưng mà nói chung là tình nghĩa anh em, chơi là nói chung là chơi hết mình với anh em. Cây nhà là vườn có nhiều chơi nấy. Mình chơi vậy thôi. Chứ không vậy dân á. Thôi uống cái người ta mới tin. Uống nè. Rồi. Rồi này. Anh này cậu ba xem, nhìn mặt thì rất giống như là Di Phương. Ha các bạn thấy không? Rất giống Di Phương, nhìn mặt y chang Di Phương luôn. Nhìn mặt giống, không phải là mình đâu, nhìn mặt giống đâu nghe, cái mái tóc cũng giống luôn. Không, tôi thì tôi chơi thôi, không phải bán. Nhưng mà tôi nói là đứng hàng. Có nào cậu Năm ơi, cậu Năm già đâu, cậu Năm trẻ măng. Trẻ còn măng hết đó cậu Năm ơi. Măng hết nổi. Còn có trong giờ dữ lắm luôn rồi, mình tưởng là anh em. Nhưng mà ăn ấy quèo rồi. Rồi nói xấu á, nhiều khi tôi tức á. Mình về biết vô chơi, có gì chơi nấy vậy đó, cây không có mua. Nói tức nghe nè. Tha là mình có khổ nhiều. Hẳn tôm nhóc luôn. Mình khổ nhiều, mình thú thật với anh em đi. Anh em cứu được nhiều cứu. Dầm cái vỏ, vợ đi về với bà ai tôi nữa tử tôi nằm mấy cái máy vậy khổ lắm, máy nó đi tới biển nè bảy nè vòng cái tay nhớ không biết luôn khổ như không chịu ăn cái này là mở nằm mở ba nè thì với anh em, nhưng mà có anh em tôi cứu tôi mai đồ cắt đồ tới đó đó anh em tôi cứu tôi có cắt tới rồi rồi cái vỏ có hai thằng tới bây giờ có hai thằng khách quý tới đây anh em tôi cứu tôi của ông ồ à mưa gió bão bùng chèo ghe chống gậy mặc áo mưa luôn đó luôn khô máu luôn à ở đây là nhã nhạc gì ta lắm lầy phải không có lầy không bây giờ là lắm lầy lầy hết sức được cãi không quá người ta kể luôn đây là ai làm gì vậy có què không nó què bà ông nữa què ông bằng nó nữa lên lên đắp nước què vậy ờ à, đúng rồi coi chừng té xong rồi hai què ơi coi chừng té xong sao mà tổng á. Ủa má kịch đi nó. Hết sức nó kể luôn. Có cái nhà kìa. Còn cái này thì đi.
Mày ngồi đó gọi đâu hả bé? Gọi nhau hả bé? Hả bé? Ngồi ở trên luôn đi hả bé? Ngồi đâu vậy? Ba thứ ba. Ngủ rồi. 24 tiếng. Đây là còn cái chén nữa đó. Không khởi rồi nó rộng. Ủa, vừa qua. Vừa vậy quận vậy vậy. Rồi nó muốn ở đó trời. Đây là 10 tháng vừa chút. Máy này cho nó ưa đây. Ưa thúc cơ cội. Đây là chén nè. Thôi chắc con uống ly ly nó về tại đường quá xa. Trời ơi, đây vừa mà nó xa. Không có đèn. Không đèn đúng như đi xuồng nữa. Về. 14 giờ. Chỉ là bằng xe ăn kẹo. Góp cho nó đi. Mấy đi bằng xuồng máy. Chở nhỏ vậy. Đi chơi ha. Rồi đi qua thuốc nữa. Đi qua thuốc nữa. Đi bà già. Rồi thằng Sang nó hỏi sao mày không ở lại nhậu. Đây. Nó kịch nó đem nguyên thùng xưa tự trắng ra. Ờ, nổ ra 4 lon.